sơn, biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông, biết đời viền vông, biết ta hài hùng. Ra khơi thấy lòng phơi phới, thấy tình thế giới, thấy một ngày mai, thấy một tình mới. Trên sóng không nguôi, bao bùng xô tới xô lui, vững tay trèo lại. Xa xôi thấy người trong viễn phương ơi, hẹn hò nhau viễn du thôi, lên đường mãi mãi. Trời bao la hết cuộc phong ba, đất liền âu á cũng không xa gì. Phiêu du khắp nẻo đầy đó, bỗng người say sưa thấy hoàn cầu mơ cũng đại tình ca. Hãy ghé bên bờ, có những xóm dừa chiều nhuộm vàng làn tóc ngây thơ, có những núi mờ đứng mãi ngóng chờ, chờ người về đầu non trắng xóa. Anh sẽ trôi loa hương say kinh kỳ, ai quay cuồng nhịp đời dương thế, viên xưa thề hết lối về để đẹp lòng người bước ra đi. Hay ghé bên bờ có những xóm dừa chiều nhuộm vàng làn tóc ngây thơ, có những núi mờ đứng mãi ngóng chờ, chờ người về đầu non trắng xóa. Anh sáng chói lòa hương say kinh kỳ, ai quay cuồng nhịp đời dương thế, viên xước thề pha hết lối về để đẹp lòng người bước ra đi, để đẹp lòng người bước ra đi, để đẹp lòng người bước ra đi. Tại Honolulu này á, đã là mỗi người
rất là hân hạnh, nghĩa là được đón nhận vai trò biểu quan là bên đây của Texas và qua bên đây tất cả các nơi ở cái đảo mà người ta gọi là cái đảo đẹp nhất của nước Mỹ này. Hôm nay được gặp gỡ thì cho tôi xin giới thiệu đôi lời. Đó là quý vị biết là gia đình của anh Hồng Sơn và chị là gốc ở bên Chợ Đồng, và cái người thân quen trong cái chuyến đi hội ngộ này ở Hawaii thì ông Rài, gia đình của anh Sơn giúp đỡ tôi rất nhiều, trong đó có cháu ca thi hồ, những cái gì phương tiện di chuyển cũng như là cơ hội thăm viếng. Rất là năng nổ, nhiệt tình. Đấy, nghĩa là có thể tiếp đón lưu viên. Tôi xin có lời cảm ơn hội đồng hương, tôi cũng theo phụ anh Sơn. Chứ cũng không mà anh Sơn là rất là cực, còn tôi thì cũng dẫn chuyển đưa anh em gì thôi. Anh Sơn thì cực, mà lưu viên thì khổ. Nói cái chữ đúng đấy là Aloha. Alo ha. Dạ. Dạ dạ alo ha. Xong rồi tôi bắt đầu Mahalo. Rồi xin cảm ơn quý vị.